Xin kính chào quý bà con và các bạn đến với kênh Giá Lúa Gạo Ngày Nay. Rất vui và hạnh phúc khi được đồng hành cùng quý bà con và các bạn trong suốt thời gian vừa qua. Yêu mến kênh, hãy ủng hộ kênh một like và một đăng ký. Đừng quên đăng ký miễn phí, ấn chuông và chọn tất cả để không bỏ lỡ những bản tin kịp thời, chính xác được cung cấp hàng ngày. Giá lúa gạo tùy theo từng kho, từng khu vực, từng thương lái sẽ có sự chênh lệch về giá cả. Bà con hãy theo dõi bản tin kênh để kịp thời nắm bắt giá cả chính xác hàng ngày. Chúc quý bà con và các bạn thật nhiều niềm vui và hạnh phúc. Giá lúa gạo hôm nay tiếp tục có sự điều chỉnh giảm đối với mặt hàng gạo. Đài Thâm 8 6.700 đến 6.900 đồng một ký. OM18 6.900 đến 7.000 đồng một ký. Nàng Hoa 9 6.900 đến 7.100 đồng một ký. IR504 6.400 đến 6.600 đồng một ký. OM5451 6.500 đến 6.700 đồng một ký. Nếp An Giang tươi 7.100 đến 7.300 đồng một ký. Nếp Long An tươi 7.900 đến 8.000 đồng một ký. Nếp Long An khô 9.100 đến 9.300 đồng một ký. Nếp An Giang khô 8.500 đến 8.600 đồng một ký. ST24 7.500 đến 7.600 đồng một ký. ST25 có mức giá là 7.700 đến 7.800 đồng một ký. RVT với mức giá là 7.500 đồng một ký. Mặt hàng gạo, giá gạo nguyên liệu thành phẩm tiếp đà điều chỉnh giảm. Gạo nguyên liệu 9.000 đồng một ký giảm 150 đồng. Gạo thành phẩm 9.900 đến 9.950 đồng một ký giảm 150 đồng. Hàng phụ phẩm tấm 9.000 đồng một ký và cám khô với mức giá là 8.000 đồng một ký cũng giảm 100 đồng. Tại chợ lẻ, gạo thường 11.500 đến 12.500 đồng một ký. Gạo thơm rắc min 15.000 đến 16.000 đồng một ký. Gạo sóc thường 14.000 đồng một ký. Nếp ruột 14.000 đến 15.000 đồng một ký. Gạo nàng nhen 20.000 đồng một ký. Gạo thơm thái dài 18.000 đến 19.000 đồng một ký. Gạo hương lài 19.000 đồng một ký. Gạo trắng thông dụng 14.000 đồng một ký. Nàng hoa 17.500 đồng một ký. Sóc thái 18.000 đồng một ký. Gạo thơm Đài Loan 20.000 đồng một ký. Gạo nhật 20.000 đồng một ký. Cám 7.000 đến 8.000 đồng một ký. Quý bà con và các bạn vừa lắng nghe bản tin thị trường được phát trên kênh Giá Lúa Gạo Ngày Nay. Cảm ơn quý bà con và các bạn luôn ủng hộ, lắng nghe và đồng hành cùng kênh. Mong rằng với những bản tin này, quý bà con và các bạn sẽ nắm được giá cả thị trường một cách nhanh nhất, chính xác nhất. Hẹn gặp lại tại các bản tin tiếp theo. Thân ái chào tạm biệt và hẹn gặp lại quý bà con và các bạn.